chào quý khán thính giả chương trình thời sự trong tuần của TV Tuần San Online phát hình thứ ba ngày 16 tháng 11 2021 từ thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi, Vũ Hà và chủ bút Nguyễn Hồng Anh. Xin chào quý vị. Chào anh Hồng Anh. Chào Vũ Hà và chào quý khán thính giả của TV Tuần San Online. Như thường lệ, để mở đầu mời quý vị theo dõi thời sự Việt Nam. Thưa anh, dịch bệnh của Việt Nam hiện nay như thế nào vậy anh? Thưa quý vị, hiện tại thì dịch ở Việt Nam nó có xuống so với cách đây 3-4 tháng, nhưng mà nó vẫn còn cái số lượng mà nhiễm hàng ngày vẫn nhiều. Chẳng hạn như là ngày hôm qua thì ở Việt Nam có tất cả là khoảng là 8.600 ca bị nhiễm. Trong đó có 101 người chết. Và đặc biệt là ở Thanh Hồ thì có một số quận nó cái số dịch á nó tăng từ cấp 1 lên cấp 3. Thì trong đó có những cái trường hợp như là các quận là quận 11, quận Gò Vấp, quận Củ Chi và quận Thủ Đức. Thì là cái số người mà bị nhiễm nó gia tăng. Và tại Việt Nam, thưa quý vị, bởi vì sau khi mà không còn chống dịch như là chống giặc nữa và đã chấp nhận là sống chung với dịch, thì ở Việt Nam thì Trung ương, tức là ở Hà Nội ấy, thì họ nói rằng là bây giờ từ nay những cái người mà bị nhiễm cái ca gọi là F0 với F1 ấy, tức là bị nhiễm đầu tiên đó, thì những người này không còn phải cách ly tập trung nữa. Tuy nhiên ở Hà Nội thì lại cũng có cái chính sách là phải cách ly tập trung chứ không phải là cách ly tại nhà như ở những cái vùng khác. Thành thử ra thưa quý vị là một cái chính sách mà ở Trung ương ra một chuyện mà ở địa phương là một việc khác. Và nói về cái dịch bệnh ở Việt Nam thì chúng tôi rất lấy làm lạ là một cái nước mà thiếu thốn về vaccine. Việt Nam có được đâu khoảng là gần 100 triệu dân và vaccine rất là thiếu thốn. Và nói như kiểu người ta nói là phải đi ăn mày, phải đi xin sổ rất là nhiều nước. Thì các nước nào thì họ thương thì họ cho. Và vậy mà thưa quý vị, nếu đọc báo quý vị thấy rằng có lẽ nếu mà mình đọc sơ qua thì mình nghĩ rằng Việt Nam bây giờ là cái nơi mà thành công nhất về trong vấn đề vaccine. Bởi vì thưa quý vị, như là báo VN Express nói ngày hôm qua đó, họ nói ở Thanh Hồ đó, về số người mà chích một mũi đó, là trên 12 tuổi thì đã chích được 93%. Và trên 18 tuổi được 99.8%. Tức là 100 người thì có đến là hơn 99 người đã được chích một mũi tại Thành Hồ, tức là ở Sài Gòn đó. Và trên 50 tuổi thì được chích là một mũi đó, là có đến 96.5% người được chích. Tức là cái con số cao không thể tưởng tượng được. Mà nước Úc của chúng tôi đó, vào ngày thứ sáu vừa rồi là cả nước rất là vui mừng bởi vì chích được mấy? Được 90%. Mà ở bên Úc này là dư dạ, chích kêu người ta chích mà người ta không chích đó. Vâng. Mà chỉ được 90%. Ở Việt Nam thì tôi không biết ở cả nước họ đưa ra bao nhiêu. Nhưng mà cái con số ở Sài Gòn họ đưa ra đó, ở Thành Hồ đó họ đưa ra là chích một mũi đã có được là tất cả mọi lứa tuổi đều trên 90% hết. Mà có như cái lứa tuổi mà trên 18 tuổi đến 99.8%. Thì thưa quý vị, tôi thấy rằng là những cái con số mà ở Việt Nam đưa ra, đôi khi những cái con số đó là cái con số không có thật. Không được. Họ làm, họ tạo cho cái có cảm tưởng rằng cả nước bây giờ đã được chích rồi, nhưng mà thật sự không phải như vậy đâu. Còn cái vụ mà nghe nói là một cái tinh hoa của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, vừa xảy ra một cái câu chuyện mà người ta nói là phạm một cái tội cái gì tày đình như vậy đó. Vậy thì cái vụ nó là gì vậy anh? Thưa Vũ Hà và thưa quý vị, ở Việt Nam thì tất cả đều là tinh hoa hết. Con cháu của Hồ Chí Minh và những người trong Đảng Cộng sản Việt Nam đều là tinh hoa, đỉnh cao trí tuệ loài người, rồi tinh hoa của đất nước. Thì vừa rồi thì có một cái tinh hoa, cái tinh hoa này mới 39 tuổi thôi mà đã được làm huyện bí thư, huyện ủy, rồi chủ tịch huyện nữa, kiêm một lúc hai chức. Đó là ông Lê Hùng Sơn, một người mà có nói rằng là có bằng cử nhân, rồi có bằng thạc sĩ, tức là có cao học đấy, là một cái người là được coi là một cái bí thư huyện ủy trẻ nhất của tỉnh Quảng Ninh, tức là huyện Cô Tô.
và đồng thời cũng là một trong những cái người mà trẻ tuổi bí thư và huyện ủy trẻ nhất của Việt Nam. Thì vừa qua ông này đã bị tính, đã coi như là tạm thời là đã coi như là cách chức đó, để điều tra. Mà điều tra về cái tội gì? Thưa quý vị, là cái ông huyện ủy Lê Hùng Sơn này, ông có tổ chức một cái bữa tiệc ở trong liên hoan, gọi là liên hoan đó, ở trong huyện. Không biết là bây giờ bên đó thì thưa quý vị là đang còn dịch như, bệnh như vậy đó, mà lại đi tổ chức liên hoan. Thì ông tổ chức liên hoan thì ông mời nhân viên, nữ nhân viên, cán bộ của ông đến dự thì ông cho, ông cũng như là những người trong ban tổ chức đó, không hiểu ai đó cho cái bà này uống, cái bà nữ cán bộ này uống rượu rất là nhiều, uống đến say xỉn. Và sau khi say xỉn rồi thì họ đưa chở bà này tới một cái khách sạn. Và tới khách sạn đó thì cho hát karaoke và xong đó là hiếp dâm bà này. Và bà này sau khi hiếp dâm về thì cho gia đình biết. Và trong cái gia đình này là một người mà ông chồng á là nghe nói là công an. Thành thử ra họ báo động ngay, họ báo ngay về là tự. Thành thử ra trong ngay cái đêm đó là 20 nhân viên công an điều tra ở trên tỉnh xuống để điều tra về cái vụ này. Tức là một cái trường hợp rất đặc biệt. Bởi vì bà này á là vợ của một ông công an. Thành thử ra khi mà cái ông huyện ủy, bí thư huyện ủy, ông hiếp dâm thì lập tức là ở trên tỉnh xuống là làm việc ngay. Và họ yêu cầu cái bà phụ nữ này đó là coi như là đừng có làm gì hết, đừng có tắm rửa, đừng có làm gì hết. Để coi như là giữ lại tất cả những cái hiện trường như vậy để mà điều tra. Tức là họ làm việc rất là gọi là rất là tích cực đối với cái gọi là cái tinh hoa của đảng này là ông Lê Hùng Sơn. Thì ông này là một cái người mà họ nói là người Thanh Hóa nữa. Học giỏi này, đẹp trai này, đó cái hình thì cũng khá đẹp trai, học giỏi này, trẻ tuổi này, và là người Thanh Hóa nữa. Thành thử ra đó là những cái điều kiện mà để có thể là trở thành mai mốt, trở thành lãnh tụ, đi vào được trung ương đảng và trở thành lãnh tụ. Nhưng mà coi như đời ông này tàn rồi bởi cái vụ này. Nhưng mà tôi thấy cái vụ này thế như vậy cũng không công bằng lắm, họ sự công an đã sự không công bằng, bởi vì như là quý vị đã biết cái vụ ông Tô Lâm đó, vụ ông Tô Lâm mà ông gọi là đi ăn uống mà kiểu như vậy đó, thì nó cũng là có một cái lối sống như vậy, nó không có hợp với là cái đạo đức của Đảng Cộng sản, mà họ không có ai điều tra hết, mà cả thế giới báo chí đều nói, nhưng mà báo chí Việt Nam ngầm thín không nói một chút. Mặc dù trước đó có một cái vụ, có một cái ông tổng thống của nước như là nước là Venezuela thì phải, ông đi ăn và ông đi thăm nước khác rồi ông trở về ở bên qua nước ở bên Thổ Nhĩ Kỳ và ông vô ăn cái nhà hàng của cái ông mà Son Biro và ăn cái đó thì cũng là bị báo chí trong nước nói rồi, nhưng mà báo chí Việt Nam cũng nói về cái vụ này. Nhưng mà đặc biệt ông Tô Lâm đi ăn thịt bò giác vàng đó thì họ không có một cái sự đã ổng đã đừng gì hết, chứng tỏ là ngay cả Quốc hội của Cộng sản Việt Nam vậy. Những người nào hồi trước đã có một số người lên tiếng về những cái vụ mà án này nọ đó, họ cũng dám nói, nhưng mà cái vụ của ông Tô Lâm không có ai dám nói. Mà mặc dù làm việc như vậy, một người mà lương chỉ có đâu khoảng là 700 Mỹ kim một tháng, mà ăn một cái món ăn đến là hơn 1.500-2.000 Mỹ kim, thì tiền đâu mà ăn, hay là họ được những cái người mà gọi là được hưởng cái ân huệ phe cánh, họ lấy tiền họ đã thì từ họ tiền túi, mà tiền túi là tiền túi hối lộ tham nhũng, hay là cái tiền mà do người khác đãi bởi vì làm ăn buôn bán với nhau, thì tất cả đều là nó nằm ở trong cái mình gọi là dính dáng đến cái tham ô tham nhũng. Nhưng mà thưa quý vị, ở Việt Nam những người mà có những cái chức vụ mà cao như ông Tô Lâm thì không ai dám sờ vào hết. Rất tiếc nhỉ, bà Nguyễn Thanh Hằng sao mà sao kê hết tất cả mọi cái nghệ sĩ mà ông này cũng không dám đụng tới, Phương tức Hằng là hả? Chứng tỏ là cái ông Tô sao ông sao dám được, ông này là ông trùm hết rồi, ông chỉ sau ông Nguyễn Phú Trọng thôi, vâng. Không ai dám hết. Vâng. Còn về Việt Nam đó, qua cái hội nghị về khí thải đó thì Việt Nam cam kết cái gì vậy? Vâng, thưa quý vị, là như quý vị biết là lần đi dự hội nghị
COP26 này, hội nghị giảm khí thải ở bên Glasgow ở bên Anh, thì ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã được có những cái cơ hội tiếp xúc với các lãnh tụ thế giới, bắt tay này nọ, thành thử ra cũng là coi được lắm. Và trong cái hội nghị đó thì ông đại diện cho Việt Nam thì ông nói rằng là ông cam kết Việt Nam vào năm 2050 thì sẽ không còn khí thải nữa, zero net. Và ông cũng cam kết là sẽ chấm dứt nạn phá rừng năm 2030. Tức là năm 2030 đến đây thì còn đôi khoảng là 9 năm nữa là không còn cái nào mà phá rừng nữa. Thì đó là những cái cam kết của ông Thủ tướng Cộng sản Việt Nam. Mà quý vị biết rằng là Cộng sản Việt Nam có thể tin không? Chúng ta không thể bao giờ tin được hết. Không, cũng có thể tin được anh. Tại cái cây ông mới trồng cách đây có mấy năm rồi, tới cái năm đó chưa có đủ để mà đốn đâu. Thưa quý vị, thì cũng nói về cái việc mà gọi là hứa, như là ông Thủ tướng Việt Nam hứa ra là sẽ là chấm dứt khí thải, không còn khí thải vào năm 2050. Tôi thấy nói cái này là nói cái đó là nói cho nó có nói thôi, chứ không thể nào thực hiện được. Thưa quý vị, ngay cả khi mà chấm dứt cái hội nghị COP26 này, thì ông Thủ tướng Anh, cái người mà chủ trì hội nghị, và ông là một cái người rất là có nhiệt thành, nhiệt tâm để làm sao cho cái hội nghị thành công, bởi vì ông không muốn cái trái đất này bị coi như là sau này là bị cái tương lai của con cháu mình sau này là bị do cái khí thải nó gây nên. Ông cho điểm cái hội nghị này là được là 6 trên 10 mà thôi, tức là không có đạt được như ý muốn, nhưng mà cũng là được vừa phải, bởi vì có một số nước có cam kết. Ngay cả Ấn Độ thì họ có cam kết là đến năm 2070, Trung Cộng thì cam kết đến năm 2060, Việt Nam thì cam kết đến năm 2050. Nhưng mà sau khi mà kết thúc hội nghị thì cái ông mà chủ tịch hội nghị của nước Anh á, là cái ông Alok Sharma, thưa quý vị, báo chí đã đưa tin là ông đã chảy nước mắt khi ông kết thúc cái hội nghị này. Tại vì sao? Tại vì trước đó Trung Cộng với lại Ấn Độ là hai cái nước mà xả khí thải nhiều nhất, thì họ có cam kết. Nhưng mà sau đó thì họ nói rằng là họ đã cam kết từ phase out. Phase out tức là hủy bỏ hoàn toàn, không còn sử dụng than đá nữa. Nhưng mà sau đó họ đổi lại, họ nói là họ phase down, tức là họ giảm từ từ thôi. Thưa quý vị, từ hủy bỏ hoàn toàn, cắt giảm hoàn toàn, không còn sử dụng than đá nữa, thì bây giờ họ nói rằng là phase down, tức là giảm từ từ. Thành thử ra cái ông chủ tịch, president, chủ tịch của cái hội nghị khí thải tại Glasgow, ông đã chảy nước mắt, và mọi người đều thấy hình ảnh ông chảy nước mắt khi kết thúc cái hội nghị COP26. Vâng. Còn anh có nghĩ gì về cái trận đấu vòng loại sắp diễn ra không anh? Thưa quý vị, khi mà chúng tôi đang nói chuyện như thế này thì chưa có xảy ra trận đấu giữa Việt Nam và Saudi Arabia. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 7 giờ tối giờ Việt Nam tại sân Mỹ Đình ở Hà Nội. Thì đối với nước Úc thì phải là 11 giờ đó. Mình đi trước 4 tiếng à? Mình đi trước 4 tiếng, thành thử ra khi đó là mình 11 giờ đêm rồi. Thì trận đấu này sẽ xảy ra ở Mỹ Đình. Và lần này thì theo như báo chí nói đó, là ông huấn luyện viên của Việt Nam là ông Park Hansel, thì ông nói rằng ông hy vọng là Việt Nam sẽ có một số điểm trong cái hành trình của cái vòng thi đấu và vòng loại cuối cùng để đi vào World Cup. Thì ông nói rằng là sẽ có, hy vọng sẽ có điểm, có nghĩa rằng là Việt Nam sẽ thắng Saudi Arabia. Thưa quý vị, Saudi Arabia cho đến bây giờ sau 5 trận đấu thì họ 4 trận là họ thắng, và 1 trận là tuần vừa qua là huề với nước Úc. Tức là Saudi Arabia chưa có một trận nào thua trong cái vòng mà vòng loại này, chưa có trận nào thua, và họ đứng đầu điểm là 13 điểm, trong khi Việt Nam là thua dài dài, chưa thắng trận nào hết. Vậy. Và Việt Nam là zero điểm. Vậy mà hôm nay trước cái giờ thi đấu thì ông huấn luyện viên ông hy vọng rằng Việt Nam sẽ có điểm, nghĩa là Việt Nam sẽ thắng Saudi Arabia. Chuyện đó tôi nghĩ rằng, thưa quý vị, thưa Vũ Hà, khó xảy ra quá. Không, tại vì họ có hai cái lợi thế đây. Tại vì như ông huấn luyện viên đó, ông mới tuyên bố đó là
là có hai cái lợi thế là sẽ thắng. Lợi thế gì vậy? Là lợi thế thứ nhất là diễn ra tại cái sân của nhà. Sân nhà. Với cái thứ hai là Việt Nam chẳng có gì để mất cả. Cho nên cho những hy vọng là sân nhà toàn ổ gà không á, thế là mấy cái ông mà nước ở nước giàu có sân đã cổ tốt lắm á, đã thì quen rồi, qua bên Việt Nam sân ổ gà thành thử ra có thể vì vậy mà đã không được thì mới Việt Nam mới thắng. Thì thưa quý vị, thế này, chúng tôi còn nhớ là vào tháng 6 vừa qua khi mà Việt Nam thắng Indonesia, tức là Nam Dương đó, thắng 4-0, tức là sẵn một cái con số là 4-0, thắng quá rồi, thắng lớn quá. Thì khi đó là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng và đã nói rằng là cái lý do tại sao Việt Nam mà đánh thắng lớn như vậy, thắng đến 4-0, thì cái đó ông nói rằng do hún đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Thì qua cái trận đấu mà với và cái bảng B này với là sau nước thì thua dài dài, cho đến bây giờ thua dài dài, thì có lẽ là như vậy là cái nền là không còn cái sự mà hung đúc của nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc nữa. Anh thử ra thưa quý vị, thắng á thì nói cũng quá sức là nổ, mà bây giờ thì rất, tôi nghĩ rằng là tôi nếu thưa quý vị, nếu là chúng tôi là người Việt Nam, thành thử ra nếu mà muốn, cho dù rằng là cái đội bắn này đó là nó đại diện cho một nước cộng Việt Nam cộng sản, nước Việt Nam cộng sản thì chúng tôi không thích, nhưng mà bởi vì họ là người Việt Nam, thành thử ra nếu mà gọi là nếu cầu mong cho, nếu tôi là nói là muốn cho nước nào thắng thì chắc chắn tôi muốn Việt Nam thắng Saudi Arabia, nhưng mà cái đó là mình muốn là một chuyện, mà mình có khả năng hơn là chuyện khác, chứ không thể nào cứ nói là bởi vì mình được hung đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, mình trước đây đâu có biết đá banh là cái môn ngành dành cho nước khác, họ được quá mà mình mới chơi sau này thôi. Vâng, còn về thời sự thế giới đó thì thưa anh, hội nghị đảng cộng sản Trung Hoa đó, mới họp tuần vừa rồi đó, có cái gì đáng chú ý không anh? Thưa quý vị, vào tuần qua từ ngày 8 cho đến ngày 11 tại Bắc Kinh thì có diễn ra cái hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc của khóa 19. Tức là trong những cái khóa như vậy, giống Việt Nam mình nó có cái khóa như vậy, nhưng mà trong đó, trong cái tiến trình đó thì có những cái hội nghị riêng và bên rồi có cái một cái đại hội, thì mình có thể nói rằng đây là cái hội nghị lần thứ 6 đó, đã được người ta cho biết rằng đây là cái hội nghị cuối cùng để chuẩn bị cho cái Đảng Cộng sản khóa 19 này, chuẩn bị cho cái đại hội đảng năm lần thứ 20 vào năm tới. Thì trong cái hội nghị này thì có là của đảng thì có tất cả là 197 ủy viên chính thức và 151 ủy viên dự khuyết. Đó. Thì cái hội nghị đã làm cái gì? Hội nghị đã làm cái công việc gọi là đưa ra cái nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản về những cái thành tựu quan trọng và cái kinh nghiệm lịch sử 100 năm phấn đấu của đảng. Và họ ra cái nghị quyết để triệu tập cái đại biểu toàn quốc lần thứ 20 vào năm tới. Thì người ta gọi đây là một cái hội nghị lịch sử. Tại vì sao? Tại vì cái hội nghị nó diễn ra trong cái bối cảnh là họ đề cao đánh giá cái vai trò của Đảng Cộng sản Trung Cộng dưới cái sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình. Trước đây quý vị biết rằng là có những cái người mà lãnh đạo của Đảng Cộng sản trước đây là có ông Mao Trạch Đông, thì có một cái hội nghị như vậy. Rồi đến sau khi ông Đặng Tiểu Bình, ông cũng có một cái hội nghị để mà gọi là cải cách kinh tế của Đảng Cộng sản và đã đưa cái Đảng Cộng sản cô lập với thế giới bên ngoài, trở thành một cái nước bây giờ có một nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới. Thì đó là hai người lãnh đạo lớn nhất của Đảng Cộng sản trong vòng 100 năm qua. Và bây giờ cái hội nghị này họ họp để họ đề cao và đánh giá cái việc làm cũng như cái thành quả mà ông Tập Cận Bình đã làm cho nước Tàu, và coi như là đã làm cho nước Tàu bây giờ không còn bị gọi là cái nhục mà bị hồi Tây Phương xấu xé và đã bị những nước khác coi thường. Thành thử ra họ đề cao ông, và với cái hội nghị để mà đề cao xác nhận cái vai trò lãnh đạo của ông Tập Cận Bình như vậy, thì người ta nghĩ rằng là chắc chắn vào năm tới ông này sẽ được bầu cử lại cái nhiệm kỳ thứ ba. Tại vì vào năm 2018 vừa rồi thưa quý vị là Quốc hội có họp và đã
bỏ đi cái điều lệ là mỗi cái ông tổng bí thư chỉ được làm hai nhiệm kỳ mà thôi. Nhưng mà bây giờ ông Tập Cận Bình là cái người đầu tiên mà sẽ được hưởng cái việc là muốn ra ra tranh cử cái chức tổng bí thư bao nhiêu cũng được hết, với điều kiện là đảng bầu mà thôi. Thành thử ra đây là cái bước để mà giúp cho ông Tập Cận Bình có thể là làm chủ tịch mãi mãi, cho đến khi nào ông không muốn làm mà thôi, tức là trở thành một vị hoàng đế của nước ta. Vâng. Còn anh có nghe cái gì về cuộc họp của họp trực tuyến đó của hai lãnh tụ của ông Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình không anh? Vâng, thưa quý vị, là đây là một, khi mà chúng tôi đang nói thế này thì như họ mới bắt đầu. Thật ra chúng tôi cũng chưa biết là họ nói cái gì hết. Nhưng mà đây là một cái cuộc họp trực tuyến gọi là lần đầu tiên giữa ông Tập Cận Bình và ông Tổng thống Joe Biden, từ khi ông Tổng thống Joe Biden lên làm Tổng thống cho đến bây giờ. Thật ra thì trước đây họ cũng có đôi một hai lần gọi điện thoại cho nhau và nói chuyện rất là ngắn. Nhưng mà lần này thì là họ họp trực tuyến, tức là mặt đối mặt và nhìn thấy hình. Và đương nhiên là cũng có một số nhân viên ngồi xung quanh nữa. Và họ dự trù có thể nói vài tiếng đồng hồ. Và họ sẽ nói cái vấn đề gì? Họ sẽ nói về cái vấn đề thương mại giữa hai nước. Tại vì nước Mỹ vẫn còn cấm vận một số mặt hàng cũng như trừng phạt nước Tàu về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề nhân quyền. Và cái vấn đề nhân quyền đặc biệt là cái vấn đề mà ở bên Tân Cương, người Ngô Dương Nghị, Uyghur đó, cũng sẽ được Mỹ đem ra để bàn luận ở trong cái hội nghị mà trực tuyến này. Và có lẽ là cái điều mà quan trọng nhất là cái vấn đề sự bành trướng về mặt quân sự của Trung Cộng sẽ được Mỹ đem ra, đặc biệt là trong cái tình hình mà trong những cái ngày qua những cái nhân viên Bộ Ngoại giao của Trung Cộng cũng như là cái tờ báo mà gọi là cái loa của Đảng Cộng sản Trung Cộng là tờ Hoàn Cầu Thời Báo, họ đều cảnh cáo nước ta và họ cảnh cáo luôn cả nước Úc nữa, tại vì họ cảnh cáo nước Đài Loan và họ cảnh cáo luôn cả nước Úc nữa. Và họ nói rằng nếu mà nước Đài Loan mà chủ trương mà tách rời khỏi Trung Cộng thì họ sẽ đánh. Và đồng thời họ cũng cảnh cáo Úc, nếu Úc mà theo Mỹ, để mà nếu có một sự xung đột mà theo Mỹ thì Úc sẽ là cái mục tiêu, những cái căn cứ quân sự của Úc ở trong lục địa này sẽ là cái mục tiêu của Trung Cộng khi Trung Cộng tấn công. Và đó là một vài cái tin liên quan đến thế giới. Mà tôi cũng xin có một cái tin nữa là, thưa quý vị, là mấy ngày nay đó là có cái tình hình căng thẳng ở giữa nước Belarus và là nước Ba Lan. Tại vì nước Ba Lan thì bây giờ họ đã đưa quân qua ở bên biên giới giữa hai nước Ba Lan với là nước Belarus để mà ngăn chặn những cái di dân ở bên Belarus đi qua Ba Lan. Và Ba Lan thì nói rằng là đây là cái hành động của nước Belarus, bởi vì Belarus nhận các nước người ở bên Trung Đông, cho những người ở bên Trung Đông đi máy bay qua ở bên Belarus, để rồi từ Belarus họ đi qua xin tị nạn và đi di dân qua ở bên vượt biên để qua ở bên nước Ba Lan. Và đây là một cách mà họ là để mà trả thù, cũng như là trả thù Liên Âu, bởi vì Liên Âu công vào Belarus. Và Ba Lan cũng là tuyên bố, cũng là nói rằng là chính những cái nhân viên, những cái người ở trong chính quyền của Belarus là giúp đỡ cho những cái người di dân từ Trung Đông đi qua ở bên Ba Lan. Thì họ nói không phải, họ tự động đi thôi. Nhưng mà mấy người họ nói rằng, một số người Việt họ nói chúng tôi biết rằng là những cái người mà giúp cho mấy cái người mà đi qua Trung Đông, đi qua ở bên Ba Lan, đó là những người Belarus. Họ là người da trắng, gọi là trắng phau. Tại sao họ gọi trắng phau biết không? Tại vì cái Belarus á, cái tên tiếng Việt gọi là Bạch Nga. Belarus á, cái người Việt mình gọi là Bạch Nga. Thành thử ra họ nói là cái người Nga mà da trắng đó. Thành thử ra nói làm sao mà có người Trung Đông nào da họ ngâm. Thành thử ra họ nói là cái nước Belarus là đang còn tìm cách để mà phá nước Ba Lan cũng như là Liên Âu, bởi vì họ cấm vận nước Belarus khi mà có cái cuộc bầu cử vừa qua, là có như gian lận ở trong cuộc bầu cử vừa qua. Còn về nước Úc thì thưa anh, báo TV Tuần San tuần này đó, anh có viết một cái bài về sự thành công chống dịch của Thủ tướng
Morrison. Vậy cái thành công nó như thế nào anh? Thưa quý vị, tuần này cá nhân tôi còn viết cái bài là 90% người được chích mũi đầu tiên. Thì tại sao Úc thành công chống Covid mà trong khi Việt Nam, như vừa rồi tôi nói ở Sài Gòn đó, có đến 99% chích. Còn trong Úc thì là khiêm nhường thôi, 90% đã chích được mũi đầu tiên. Mà thì thưa quý vị là tại sao mà được như vậy? Tại vì trước đây đó thì người Úc đó, họ rất là chống đối cái vấn đề mà chích ngừa. Và nhưng mà bây giờ thì nước Úc lại là cái nước mà có rất là nhiều người chích. Bởi vậy vào thứ sáu vừa qua, tôi đang nói trong cái bài viết này đó, sự thành công của nước Úc là vào ngày thứ sáu vừa qua, thì ngoài cái việc là 90% dân chúng cả nước Úc đã chích được một mũi. Và thì bây giờ đó là họ về cái mặt mà những người mà chích hai mũi á, thì cho đến ngày thứ sáu đó là chích được 82.4% người dân Úc đã chích được hai mũi. Và như vậy là bây giờ Úc đã đứng hàng thứ 16 trong số các quốc gia ở OECD, tức là những quốc gia mà nền kinh tế tiến bộ đó, thì qua mặt nước Anh. Hồi trước mình thấy nước Anh là cái nước mà có nhiều thuốc, phải không? Đầy đủ và họ chích rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ Úc đã qua mặt. Úc chỉ đứng sau nước Bồ Đào Nha. Bởi vì nước Bồ Đào Nha là họ có đến 89% dân chúng đã chích hai mũi. Và sau Bồ Đào Nha thì có những nước như là Chile đó, Iceland, bán đảo, Tây Ban Nha và Nam Hà. Những cái nước này là nước, năm nước đứng ở trong cái top 5, năm nước mà có chích đầy đủ nhiều nhất thế giới. Nhưng mà có lẽ là thua nước Việt Nam, tại vì Thanh Hồ là 99%. Chích hai mũi. Thưa quý vị, và riêng ở tiểu bang, và họ nghĩ rằng là riêng ở cái tiểu bang mà Victoria của chúng tôi đó, thì có lẽ là họ nói rằng là vào đến ngày 21, theo cái dự phóng 24 tháng 11 đến đây, thì sẽ có được khoảng 90% dân chúng sẽ chích được đủ hai mũi. Vậy thì thưa quý vị, cái việc mà người Úc mà thành công trong cái vấn đề mà chích ngừa, gọi là cùng nhau đi chích ngừa, thì đó là do cái vấn đề mà gọi là cách điều hành của các chính quyền các cấp, từ liên bang cho đến tiểu bang. Thưa quý vị cũng thấy rằng là không có một cái nước nào mà các tiểu bang là hàng ngày, trong bao nhiêu tháng qua hàng ngày, từ thủ hiến cho đến Bộ trưởng Y tế, rồi những cái vị y sĩ trưởng của tiểu bang, rồi ngày nào cũng lên ở trên đài để mà báo cáo cái tình hình về dịch bệnh và cũng như là khuyên dân chúng đi chích ngừa. Và rõ ràng là dân chúng Úc ban đầu thì là cái mình gọi theo cái kiểu gọi là đi sau bây giờ về trước, tức là cái rất là chậm, cái số người chích rất là ít. Nhưng mà bây giờ nước Úc đã có cho đến cuối tuần vừa qua thì đã có tất cả là 82.4% người đã chích cái mũi hai mũi. Và chúng tôi hy vọng rằng là trong có vẻ cuối tháng 11 này, và hay là đối với cả nước có lẽ là đến tháng 12, thì có lẽ là mọi người đã chích được trên 90 mũi, và lúc đó là thật sự ra chúng ta sẽ có được cái gọi là sống lại cái cuộc sống bình thường mới. Và tức là mình sẽ được đi lại, đi này nọ và không có bị gọi là ràng buộc và ngăn cản như ngày trước nữa. Và đó cũng là một cái tin vui cho những người sống ở cái đất nước mà được gọi là lucky country, cái đất nước phúc địa như thế này. Thưa quý vị, chương trình thời sự trong tuần đến đây chấm dứt. Vũ Hà và anh Nguyễn Hồng Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ tới. Chào quý vị. Hãy sống như người Việt Nam, hãy sống như người Việt Nam. Việt Nam có chưa có giàu, có tình đồng bào, tình nhân loại. Hãy thương hơi thở Việt Nam, hãy thương hơi thở Việt Nam. Việt Nam trong tim tôi, hơi thở 4.000 năm.
Việt Nam trong mắt tôi ánh sáng mãi ngàn năm. Hãy sống như người Việt Nam, hãy sống như người Việt Nam. Việt Nam chưa cùng giống sau có nhiều bạn bè. Oai linh, cha ông giống hùng anh. Việt Nam rất hiên ngang, sống chết với quê hương. Việt Nam là Việt Nam, không biết hương hờ dù có vơ vờ, dù có tam thương, dù có đế vương, vẫn là người Việt Nam. Việt Nam, hãy chết như người Việt Nam. Việt Nam sống chết đấu tranh với tình đồng bào. Một giống nòi, hãy sống như người Việt Nam, hãy chết như người Việt Nam. Việt Nam tôi hôm nay, đất nước dẫu lầm than, Việt Nam qua cơn đau, tiếng thơm ngát địa cầu. Sống là người Việt Nam, chết là người Việt Nam. Thưa quý vị, nếu quý vị thích chương trình thời sự trong tuần, xin hãy ghi danh, hãy subscribe ngay từ bây giờ.